Xin chào các bạn. Sau đây thầy hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng phần mềm Microsoft Teams để chúng ta có thể học online bằng laptop hoặc là PC của các bạn. Nhớ chúng ta phải chuẩn bị loa và mic, được chưa? Ok. Đầu tiên là các bạn sẽ vào trang chủ của các bạn và các bạn search là Microsoft Teams để chúng ta tải cái phần mềm Microsoft Teams về. Bạn ấn vô cái trang đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào cái phần thêm này và chúng ta ấn tải xuống Teams thì lúc đó thì bạn sẽ tải được cái Microsoft Teams này về. Sau khi tải xong thì bạn ấn vô luôn để chúng ta tiến hành cài đặt nó. Đấy, thì quá trình cài đặt nó mất khoảng tầm 2-3 phút gì đó thôi. Trong thời gian cài đặt thì chúng ta sẽ thì thầy nhắc các bạn này, thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái mã tài khoản á, tài khoản đăng nhập á, tức là mã sinh viên. Còn thêm cái đuôi a+dongan.edu.vn vào. Còn mật khẩu á thì các bạn để mặc định của nó là passport 1a+abc viết hoa, được chưa? Thì ở đây thầy lấy ví dụ cái tài khoản thầy, ví dụ như là ví dụ thầy có mã sinh viên của thầy á, mã sinh viên là 669, được chưa? Thì có nghĩa là thầy sẽ đăng nhập bằng cái 669 cộng thêm cái đuôi a+dongan.edu.vn, đăng nhập vào. Mật khẩu thì chúng ta sẽ lấy cái mật khẩu này, password a+1, password 1 a+abc, chúng ta pass vào đây, có vào đây, chúng ta đăng nhập. Rồi chúng ta ấn vào cái keep for now này để chúng ta bỏ qua cái phần này đi, để chúng ta cập nhật sau. Thường thường nó sẽ bị lag các bạn, thành ra chúng ta sẽ phải nhập lại, đăng nhập lại một lần nữa bằng cách là chúng ta cứ nhập lại như lúc đầu chúng ta làm thôi. Và chúng ta đăng nhập, chúng ta nhập mật khẩu cần chuẩn về nhé, để chúng ta pass vô. Rồi xong thì chúng ta sẽ đăng nhập được vào hệ thống của Microsoft Teams. Thì trên màn hình của các bạn, những lần đầu tiên đăng nhập thì chúng ta sẽ có phải nó sẽ hiện những cái nhỏ cho chúng ta. Thì cái ô, những cái ô như thế này đó là những lớp học của các bạn. Thì đến giờ bạn học môn nào, lớp nào thì bạn ấn vào lớp đó. Và bạn để ý là nếu mà thầy cô đang dạy á thì trên màn hình nó sẽ hiển thị cái ô là cuộc họp đang diễn ra và các bạn ấn tham gia để các bạn vô lớp học của mình. Và chúng ta tắt mic, tắt cam đi để chúng ta tham gia, để chúng ta nghe đỡ làm ồn thầy cô. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta dùng máy tính để chúng ta truy cập vào lớp học bằng phần mềm Microsoft Teams. Chúc bạn may mắn.